À, xin chào mọi người nha. Đây là cây thủ đức á. Đức trồng bằng cái bầu ươm nè, đổ đất vô. Ở dưới trái thì lót lớp than củi á. Than củi trồng lan nè. Nhẹ. Mà chúng ta nuôi cái dạng này á, vừa nuôi vừa chơi á. Nó trồng đất nè. Nói chung trồng đất thì không có cần thay chất trồng á. Này đất trộn với sơ dừa nó ráo nước á. Sau này chúng ta trồng, ta mua mấy than củi á, trồng lan ta trộn vô á, nó vừa mà ráo nước hút nước mà nó diệt khuẩn nữa. Nè, hai cây à, sau khi mà chơi xong á, nè cái chậu mà xử lý lại hết á. Lúc trước không có xử lý đá, nhà xử lý một lớp than củi khoảng 2-3 phân này dưới đáy. Sau khi chơi xong là mứt rượt á, vừa trồng vừa nuôi vừa chơi. Đây, này thì cập nhật cho anh em á. Đây mình có soạn ra 6 giống mai. Nói chung là những cái giống này thì chơi cũng rất là lâu rồi, giống cũng cũ thôi, chơi bền á. Rồi mà Phú Tân á, Phú Tân nè, Phú Tân này thì ghép 2 năm á, năm nay năm thứ 3 nè. Này mình sẽ quay, hôm nay sẽ quay 5 cái bộ á, 5 độ combo. Thì ở ngoài nó cũng tương tự tự thế này á, anh em nào thích xem rõ từng cây á thì lựa ra lấy trong đây á. Còn kia mình lựa ở ngoài thì mình cũng lựa giống vậy ha. Có rễ nè, ăn cứng bầu á. Vậy chúng ta thay qua cái chậu lớn hoặc là trồng đất đồ được á. Phú Tân nè, cứng bầu á, rễ à, là cứng bầu rồi nha. Khi rễ đi thì mình sẽ bó bầu á, rễ dữ lắm rễ. Cái Phú Tân này thì nó bự á, hôm nay năm thứ 3 là cao khoảng 5 tấc á. Cây Phú Tân nè, một cây Thọ Hương á, Thọ Hương cũng mạnh này, đất cũng được á, để cứng bầu rằng cái Thọ Hương này cao cũng cỡ 5 tấc á, cao cỡ cây Phú Tân luôn. Cây Dảo Nhung nhưng mà ghép cũng 2 năm á, để cũng cứng bầu á nè. Là những cái cây ghép mà già cứng á. Dảo Nhung á, nhung bông rất là đẹp á. Thì cái đầu nuôi nó cũng giống như Thủ Đức á. Cây mai xoắn nha, mai xoắn này ghép được khoảng 10 tháng mười mấy tháng cứng ra tết nay chơi bông được. Một cây siêu bông á, này siêu bông Sài Gòn vậy nè, cây này thì ghép được 6-7 tháng nè, cứng ra cao khoảng 3 tấc. Cây đa phúc á, phúc này ghép 1 năm mà dẫu đa phúc á. Rồi 6 giống mai, 6 giống mà nói chung là những cái giống mà là những giống đẹp chơi bền á. Tuyển lựa nói chung là qua rất nhiều năm, qua rất nhiều chợ tết á. Một cây Phú Tân á, Phú Tân này là cây bự á. Phú Tân này bán lẻ là 200.000 cây á. Một cây Thọ Hương bán lẻ là 80. Cây Dảo Nhung á bán lẻ là 100.000. Cây Mai Xoắn bán lẻ là 80. Cây siêu bông bán lẻ là 80 á. Cây đa phúc bán lẻ là 80 á. Và anh em mua mà tính lẻ á, 200 300 300 mà cộng cho 326 620.000 á, anh em mua nguyên bộ này á, nguyên bộ 6 cây này á, đó thì mình lấy giá là 500.000 bao ship á, giảm cho 120.000 luôn. Được 6 giống mai á, bảo đảm đúng giống á. Anh em về sưu tầm trồng lâu dài, ghép làm giống á, bảo đảm chuẩn á. Đây vườn mình thì mình ghép mấy cây lớn lớn không á, đó nguồn giống nó chuẩn á.
siêu bông Phạm Hương à, Phú Tân Đa Phúc đâu á, mày sắn đâu à, đây là bộ số 1 á, 6 giống mai 500.000 bao ship á. À, chúng ta khỏi mua sưu tầm lắt nhắt á, chung là nhà vườn mình à, qua rất nhiều năm sưu tầm á, đó, chọn ra những cái giống bền á, đưa cho anh em chơi, anh em chỉ cần đem về chơi khỏi mất công à, khỏi mất công trồng nữa, khỏi mất công à, sưu tầm à, kiểm chứng nha. Đấy, nhà vườn ta kiểm chứng, ta làm đi chợ Tết biết nhiêu năm rồi á. Sáu giống 500.000 bao ship số 1 á. À, tiếp theo là bộ số 2 á, đầu tiên là cây Phú Tân á, có củ đế á. Phú Tân gốc mà cả ngón tay út thôi. Phú Tân á, Phú Tân này cao cả 4 tấc à, lùng liền á. Nhánh là rất là mập. Phú Tân cây mai xoắn, cây Thọ Hương á, Thọ Hương này cao cỡ 6 tấc à. Cây siêu bông á, siêu bông này bao nhiêu nè. Cây Đa Phúc á, Đa Phúc. Cây Gạo Nhung bộ số 2 á, bộ số 2 500.000 bao ship á, 6 giống mai. À, tiếp theo là bộ số 3 á, cây Phú Tân rễ ăn bó ra, chúng ta đặt xuống đất thì rất là lẻ lớn á. Cây Phú Tân số 3, cây Dẫu Nhung á, cứng bầu hết rồi. Cây Đa Phúc có bông á. Cây Thọ Hương á, hương lùm xùm luôn nè. Cây siêu bông, cây mai xoắn á. Bộ số 3, 6 giống. À, tiếp theo là bộ số 4 á, cây Phú Tân á, có củ nè. Cây Phú Tân, một cây Dảo Nhung á, một cây siêu bông, à, cây Thọ Hương, cây mai xoắn. Ok, Đa Phúc á, cây mai xoắn. Đó, khi gửi thì mình có ghi tên trên bầu hết á, dễ phân biệt về làm giống á. Rồi, bộ số 4 á, 6 giống. Rồi, tiếp tục là bộ số 5 á, năm Dảo Nhung đang có bông nè, bông đẹp á. Dảo Nhung số 5, cây Dảo Nhung á, cây Phú Tân á. Phú Tân này cao 6 tấc luôn. Phú Tân cây mai xoắn, cây siêu bông á, cây Thọ Hương. À, cây Đa Phúc á, Phúc đang có bông nè. Rồi, 6 giống mai, 6 giống 500.000, chưa tới 100.000 cây đó, bao ship rồi. Đó, anh em nào mới chơi á, à, sưu tầm những cái giống mà nó chơi rất là nhiều năm rồi á, bền hoài. À, có điều kiện thì chúng ta vừa chơi vừa nuôi thế này á, à, cây nó còn hoài á, trồng màu ươm á. Mà vô đất trồng á,
Này thì đất này đất nung của Nhật á, nó ráo nước không có bị lèn á. Đất trồng đây là để nó ra trắng như này luôn á, để mai nó ra trên bề mặt phủ một lớp à, lục bình á, để nó ra trắng như luôn á. Trồng đất thì chúng ta dùng rơm được, chỉ vừa để chúng ta đậy cỏ một đó, đậy gốc lại. Mày hả mà sang qua chậu à. Rồi, kết video thì mà anh em xem lại những cái mặt hoa, những cái giống này, 6 giống này nè, mặt hoa đó. Chúng ta có cái mẫu ta tham khảo á. À, những cái mẫu mình ghép những cây lớn á. Những cây đa phúc nè. Mạnh dễ nuôi á. Phú Tân nè. Siêu bông nữa, nhão nhung là thọ hương à, mà anh em tham khảo những cây thọ hương. Này mấy cái này ở số lượng ở ngoài mình còn rất là nhiều á, một giống khoảng 100 cây hơn á, nhão nhung nè, đa phúc nè, siêu bông nè, nó cũng tương tương vậy thôi, siêu bông, thọ hương, phú tân đâu á, phú tân này còn nhiều á, phú tân còn khoảng 200 mấy 300 cây. Số lượng rất là nhiều á. Đây là hoa của cây mai giáo nhung, hoa rất là đẹp, cánh thẳng. Ừ, xếp vừa vặn lắm á. Giống như mà hoa rất đẹp á. Nhão nhung rất đẹp, nhìn vừa vặn lắm. Chùm chùm luôn, chùm mặt đá thiệt đá. À, chào buổi sáng mọi người á. Bữa nay là mùng 6 Tết á. À, cái đa phúc trổ bông nè. À, nay quay một số mặt bông cho anh em tham khảo á. À, đa phúc nè, bông rất là to. À, cây nó đủ lực nè. À, đủ lực á, cánh nó thẳng á. Đa phúc á. Nút nụ nhiều quá. Cây đủ lực thì bông rất là đẹp á. Còn chúng ta nuôi yếu yếu thì bông nó ra lẫn ngược à, không có đẹp á. Đó. Nuôi nó đủ sức á. Bông đẹp á. Đây là cây đa phúc á. Thọ hương á, bông bự bự không á. Bông bự á.
Này, cây đa phúc ha. Bông bự à. Chùm chùm luôn. Cây Phú Tân à. Hoa rất là đẹp á. Màu đậm cánh xoáy đẹp á, màu đậm. Ừ, đây là cây mai quắn á. Bông dữ lắm bông á. Cành nhánh uốn lượn. À, bọc nùi 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 luôn á. Xoắn. Cành nhánh ra nó tự xoắn xoắn. Nùi 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 luôn á.
Cây mai siêu bông gốc tứ quý. Đây, siêu bông gốc tứ quý à. Rất là đẹp á. Rồi, rất đẹp á. Rồi sang lại bé ơi. Đúng rồi. Đó. Đó sao rồi?